Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 3, tại thành phố Lào Cai, cụm thi đua số 4 thanh tra các tỉnh biên giới phía Bắc gồm Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Năm 2022, công tác thi đua khen thưởng đã được cụm thi đua số 4 nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Việc tổ chức triển khai phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi. Công tác thanh tra đã bám sát định hướng của thanh tra chính phủ và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh để hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra phối hợp với các cơ quan, đơn vị xử lý tránh chồng chéo ngay từ khâu xây dựng kế hoạch thanh tra. Các đơn vị thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Tại hội nghị, lãnh đạo thanh tra 7 tỉnh biên giới phía Bắc đã thống nhất ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả. Phong trào thi đua năm 2023 được cụm thi đua số 4 xác định gồm các nội dung chính như tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thi đua với nhiều hình thức. Thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra, tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh phát động.